Thời gian qua, thực hiện quyết định số 217, quyết định số 218 của Bộ Chính trị, công tác giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả. Khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường thì vai trò của Mặt trận trong thực hiện công tác giám sát và phản biện ở cơ sở càng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội nỗ lực đa dạng hóa nội dung và đổi mới phương pháp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhắc là công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặt trận các cấp đã tổ chức hơn 20 hội nghị phản biện xã hội, góp phần vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã tham mưu Thường trực Thành ủy thống nhất 12 chuyên đề giám sát của Mặt trận và 5 tổ chức chính trị xã hội thành phố, đồng thời hướng dẫn Mặt trận các cấp triển khai công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề trên địa bàn các quận huyện phường xã. Trong đó, đề án giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026 đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với nhân dân. Cái đề án giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026 thông qua mặt trận và các đồng thể để giúp cho cán bộ, đặc biệt là nhân dân nắm và hiểu được nhiệm vụ quyền hạn của các đại biểu dân cử. Xem thử là đại biểu dân cử đó cư trú trên địa bàn dân cư của mình cũng đã có chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách không, có mang hơi thở ý, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vào các cái phiên họp chất vấn, thảo luận hay không thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi của nhân dân. Mặt trận đã cùng đảng, chính quyền giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, khẳng định vị thế của mặt trận trong hệ thống chính trị và trong lòng nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa mặt trận với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên được tăng cường. Ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Liên Chiểu đã phối hợp với các đoàn thể, các hộ đoàn thể đã xây dựng được cái kế hoạch giám sát phản biện của toàn khối và trên từng lĩnh vực của chuyên môn của từ từng đơn vị thì đã giám sát từng nội dung và cái kế hoạch này chúng tôi đã thông qua thường trực của quỹ và phối hợp với ủy ban để tổ chức Tại hội nghị lần thứ 9, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 11 diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận trong việc nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Giám sát phản biện xã hội, một cái chức năng mà ngày càng được thể hiện rõ nét hơn đối với vai trò mặt trận của các tổ chức thành viên thì cũng được mặt trận quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên bài bản cụ thể thiết thực hơn và sát hơn với cái phát triển kinh tế sau. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mặt trận cần khắc phục một số hạn chế, trong đó có việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát có lúc, có nơi chưa phù hợp, việc theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Còn cái biểu hiện là cũng nể nang, cũng có những vấn đề là cũng uh, thôi thì cũng mang tính nhắc nhở là chính chứ còn thực sự giám sát và đặc biệt là cái hậu giám sát và tái giám sát thực hiện những kiến nghị sau giám sát thì ngay cả về mặt cơ chế và ngay cả về mặt tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng chưa có cái có quan tâm cho đầy đủ để nhiều khi là cũng giám sát cũng phản biện cũng có kiến nghị nhưng người ta có thực hiện hay không, thực hiện đến đâu và như thế nào thì câu chuyện là học giám sát tái giám sát thì chúng ta cũng có những thiếu những cái cơ chế và những cái sự quyết liệt trong cái việc này cho nên là hiệu quả nó cũng chưa cao có. có thể khẳng định, thông qua hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần thúc đẩy thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước.